nhau mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc giang nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai trù phú. Cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Bạn à? À, sao à? Mới có 8 giờ sáng rồi bạn đã gọt khoai để ăn sáng à? Vẩn, cái này tôi làm bánh để tặng em Mai. Ăn sáng đâu, bạn suốt ngày đầu óc ăn uống nữa. Hay nhỉ? Đúng là yêu nhau có khác. Đúng là tình yêu có thể là thiên biến vạn hóa. Đấy, đúng không? Mai nhá, có thể biến bạn từ một thằng suốt ngày đi chơi lêu lỏng, không quan tâm gì đến công việc. Đấy, bây giờ biến bạn trở thành là gì? Là một người chăm chỉ này, một người đầu bếp. Đấy, có khi cái Mai nó là ảo thuật da đấy. Thôi bạn ơi, bạn không phải nói đều tôi. Mà thích uống nước thì tự đi mà rót đi. Tôi đang rửa tay. Thôi, tôi cũng không khát cho nên là tôi ngồi đi chơi với bạn. Bạn này. Hả? Mai mà bạn gì không? Này, này. Đừng bảo là lại rủ tôi đi nhậu nhá, tôi đang kiêng đấy. Không, bạn cứ suốt ngày chê đầu óc tôi là ăn uống. Chứ đầu óc bạn chỉ nghĩ đến nhậu nhẹt thôi à? Thế đi đâu? Có việc gì? Tôi định mai rủ bạn đi cùng tôi lên phố hẹn mua cái xe máy. Ây da, đầu tư à? Cái đấy, đấy. Tôi tính là mua cái xe máy về làm chạy xe ôm công nghệ. Ui, lồng bồng mãi cũng chán rồi. Được. Mua về có cái mà đi làm kiếm tiền. Tôi tưởng bạn rủ tôi đi nhậu, nếu mà đi mua xe thì ok, tôi đi với bạn. Được, thế thôi thế nhá. Mấy củ đấy? Đừng có nói với em là hai anh lại gọt khoai tây để mà làm mồi nhậu đấy nhá. Đâu, nhậu đâu. Anh làm khoai tây để làm bánh nhân thịt cho em ăn đấy. Lại khoai tây à? Lâu nay em ăn nhiều khoai tây lắm rồi. Lúc thì hầm này, lúc thì nấu canh này, rồi lại còn ăn xào nữa. Chẳng biết ăn nhiều có tốt không nữa đây này. Ô, anh thấy nó tốt mà. Có thấy ai chê bai gì đâu. Đúng không? Chả ai chê khoai tây. Nhưng mà em chẳng tin hay anh đâu ấy. Em nghĩ cái này ấy, em phải sang hỏi anh. Chú nhìn cái khoai tây ngán lên tận cổ rồi đây. Thôi nhá, nói đến anh ấy, em phải ra gặp luôn thôi. Không sợ chiều bận. Anh gọt khoai tây đi. Em đi đây. Nhưng mà em nhớ là chiều về là ăn bánh làm ấy nhá. Thì chiều phải tính. Em đi nhá. Em đi nhá. Này, tôi phải công nhận là bạn cũng có cái tính kiên nhẫn ấy. Người yêu suốt ngày nhõng nhà nhõng nhẽo như thế bạn không thấy mệt à? Có gì đâu mệt. Bạn cũng phải cẩn thận, mà cóc mò cò sơi đấy. Bây giờ vất vả mình làm xong rồi về nó không ăn. Đấy. Đúng không? Thế chẳng phải mất công à? Nhưng thôi không sao. Bạn cứ làm đi, để đấy tôi ăn. Bạn á? Có lầu. Bạn bè thế đấy. Anh ơi. Ơi. Ôi. Hôm nay rồng lại đến nhà tôm cơ đấy. Tôm đây này, tôm đến nhà rồng đây này. Đợt này khoai tây tốt nhở, củ nào củ nấy to thế. Thế hôm nay sang đây có việc gì? Khổ quá. Hôm nay sang đây ý, là hỏi bà một số vấn đề đây này. Vấn đề gì? Nếu mà là về tình yêu ý, là tôi chịu đấy nhá. Yêu đương cái gì, suốt ngày cãi nhau, thôi hỏi mệt người lắm. Hôm nay tôi sang đây là tôi hỏi bà về khoai tây. Khoai tây? Ừ. Hỏi gì về khoai tây nào? Này, cho tôi hỏi nhá, cái khoai tây này ấy, ăn nhiều có tốt không? Đương nhiên là tốt rồi, ăn khoai tây rất tốt cho sức khỏe đấy. Nhưng mà cái vấn đề là cái khoai tây này này, nó tốt như thế nào, công dụng ra làm sao, với lại là có nhiều chất dinh dưỡng không? Khoai tây chứa nhiều thành phần dinh dưỡng cho cơ thể, bổ sung năng lượng cho cơ thể và đem lại một số lợi ích sức khỏe như là tăng cường miễn dịch này. Khoai tây cung cấp khoảng 45% lượng vitamin C cần thiết hàng ngày cho cơ thể, giúp chống cảm lạnh này, chảy máu nướu răng và nhiễm trùng. À, có gì nữa không?
con chứ. Khi mình ăn khoai tây tức là đẩy mạnh quá trình tiêu hóa. Lượng carbon hydrate trong khoai tây khiến chúng rất dễ tiêu hóa và chất xơ cũng giúp dạ dày chúng ta tiêu hóa tốt hơn. Hỗ trợ hoạt động tim mạch này, khoai tây rất tốt cho sức khỏe và tim mạch. Chất xơ giúp chúng ta giảm được cholesterol trong các mạch máu. Ngoài ra thì vitamin C và B6 còn giúp giảm thiểu được lượng gốc tự do này. Carotenoid giúp duy trì sự hoạt động ổn định của tim mạch. Ăn nhiều cái khoai tây này này có làm đẹp da không? Chứ tôi là tôi quan tâm cái vấn đề này nhất đấy. Có, nó làm đẹp da. Đây là một công dụng khác của khoai tây. Vitamin C này, vitamin B6, kali, magie, kẽm, phốt pho đều có thể giúp làn da bạn mềm mịn khi ăn khoai tây trực tiếp, hoặc là bạn có thể sử dụng để đắp mặt nạ nữa. Ăn cái khoai tây này này thì ví dụ như mà trẻ con dưới 6 tuổi ấy, thì ăn có được không? Ở nhà tôi nhá, có đứa cháu ấy suốt ngày ăn khoai tây mà không biết có tốt không á, nhiều khi gàn cũng chẳng dám ấy. Mai không phải lo, ăn khoai tây rất tốt cho sức khỏe và đặc biệt là trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ nhỏ cũng có thể ăn được khoai tây. Tôi hiểu rồi, nhưng mà lúc mà mình ăn khoai tây ấy, thì mình có cần chú ý cái gì không? Vỏ của khoai tây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể. Nếu giữ nguyên vỏ khoai tây khi chế biến sẽ tối ưu được lượng chất xơ này, vitamin cũng như là chất khoáng của loại củ này. Thế mà tôi không biết, này còn tác dụng gì nữa không? Khoai tây không chứa cholesterol, nhưng tùy thuộc vào cách nấu, Mai có thể vô tình bổ sung cholesterol vào khoai tây bằng cách chiên với dầu ăn. Cholesterol là một loại chất béo cần thiết cho sự phát triển các tế bào khỏe mạnh. Tuy nhiên, nếu như quá nhiều cholesterol lại có thể gây xơ vữa động mạch này, đau tim. Do đó thì tốt nhất Mai nên nướng, luộc hoặc hấp khoai để giữ được đầy đủ hàm lượng chất dinh dưỡng. À, rồi, thế mà tôi không biết, thì cứ nghĩ là ăn nhiều khoai tây không tốt cho nên là đấy. Lúc nãy nhá, anh Mùi bảo là làm bánh khoai tây cho Mai ăn, nhưng mà cứ sợ là ăn nhiều quá ảnh hưởng gì cho nên là chối khéo, đi ra đây hỏi anh luôn. Thôi được rồi, cảm ơn anh nhiều nhá. Có khi là bây giờ đi về có tí việc đã. Tôi bảo, biết được tác dụng của khoai tây như thế này ấy, thì có gì có bánh ấy thì tôi mang sang đây cho anh nhá. Nhớ nhá. Thôi tôi về luôn đây. Thôi, vô tư ăn khoai tây đi, rất tốt cho sức khỏe lại đẹp da nữa. Rồi, nhá. Tôi biết rồi, cảm ơn nhiều nhá. Tôi về nhá. Bye bye. Bạn ơi, được rồi, tớ biết rồi. Ngon đúng không? Rồi sao tớ làm thế bạn nhá? Không phải liếm đĩa đi đâu. Bạn ơi, đỏ quá. Tôi phải công nhận nhá. Cái món bánh khoai nhân thịt. Ôi trời ơi, quá ngon, quá tuyệt vời luôn. Tôi không ngờ tay nghề của bạn đỉnh cao đến như thế. Tôi bảo này, lần sau ấy, hai anh em mình cứ rảnh lúc nào ấy, có thể là đi lấy khoai tây về. Bạn lấy khoai tây, tôi lấy thịt. Không, bạn lấy thịt, tôi lấy khoai tây. Thế là hai anh em mình cứ thế mà triển khai thôi. Chứ ăn tớ mà đã làm nhá, thì cái gì nó cũng là đỉnh của chóp luôn. Bạn đưa tôi liếm. Thôi, để lần sau làm tiếp cho làm gì, phải làm gì. Bạn... Anh ơi, bánh khoai tây nhân thịt của em đâu? Anh tưởng là mình ăn nhiều khoai tây quá nên là anh ăn hết rồi. Đây này, anh phải cố ăn lốt đấy. Đủ rồi, nó còn phải cố ăn ấy. Em tưởng là mấy khoai tây nhân thịt cho em ăn thôi. Thế không còn à? Ăn hết rồi à? Thế tôi không thể đi về. Ok Mai. Mai ơi. Này. Tôi chả hiểu con bé này nó giống tính ai. Suốt ngày nhõng nhai nhõng nhẽo từ đầu làng đến cuối làng. Rõ ràng bảo là không ăn đi, xong rồi cuối cùng lại bảo là lại ăn. Thế là như thế nào? Không biết nào. Bạn cũng chịu đựng được thì tôi cũng đỡ nể luôn. Bạn phải xem lại đi. Anh em tôi nói thật đấy.